Hello, xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì shop thú cưng giá rẻ của em có mặt tại Cao Lãnh, Đồng Tháp nha. Một buổi sáng trời rất là mưa lớn luôn, nhưng mà shop thú cưng giá rẻ được khách thương nè, khách chốt một bé bundle đỏ nâu. Nên là cho dù mưa cỡ nào thì shop thú cưng giá rẻ cũng giao đến tận tay cho khách hàng của em nha. Đảm bảo là bé về đến tận tay của khách nè, bé thì bao khỏe bao mạnh nha. Đây là cô Tuệ nè, đã mua một bé bundle đỏ nâu để tặng cho cháu gái của mình nha. Cháu cô là cực kỳ thích các bé bundle bên nhà em luôn, bởi vì các bé này thì cực kỳ lanh, cực kỳ dễ thương luôn, đặc biệt rất là quấn chủ. Các anh chị mà mua các bé cúng bên nhà em thì cứ yên tâm nha, bên em sẽ bảo hành một đổi một cho các anh chị nếu như mà các bé giao bên ngoài không đẹp giống như trong hình nha anh chị ơi. Đặc biệt là shop em giao các bé cúng đến tận tay của khách, không nhận bất cứ khoản cọc nào nha. Bây giờ thì bé bundle đỏ nâu đã về với gia đình của cô Tuệ nè. Cảm ơn cô rất nhiều đã ủng hộ shop em ạ.